Trên tay nhanh, mẫu loa Ezus 12, một mẫu loa di động dùng pin chuyên nghiệp mới nhất của Electrovoice. Với thiết kế và ngoại hình hoàn toàn giống so với mẫu loa Ezus 8 của hãng, nhưng với kích thước lớn hơn, trọng lượng nặng hơn nhằm đáp ứng những thông số kỹ thuật âm thanh ấn tượng hơn. Định vị ở phân khúc loa dùng pin chuyên nghiệp, Ezus 12 có công suất lớn 400W, cường độ âm thanh ấn tượng lên đến 126 dB, đáp ứng cho các không gian lớn trong nhà và ngoài trời, vượt trội hơn so với những dòng loa đa năng dùng pin hiện nay. Driver âm trầm 12 inch cùng với công nghệ độc quyền cho phép Ezus 12 tái tạo âm bass đầy uy lực cực căng và sâu xuống 45Hz. Ngoài những cải tiến về chất lượng âm thanh, Ezus 12 giữ nguyên những chức năng nổi trội từ dòng Ezus 8 như tích hợp mixer 4 keng của thương hiệu Dynacord, các cổng kết nối đa dạng không dây Bluetooth và có dây XLR để không chỉ sử dụng nghe nhạc hát karaoke đơn giản mà Ezus 12 lý tưởng dùng cho dàn âm thanh nhỏ, bên nhạc nhỏ, DJ mang lại âm thanh ở phân khúc Pro chuyên nghiệp. Với mức giá 34.800, Ezus 12 hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp vượt trội đến từ thương hiệu Mỹ Electrovoice nổi tiếng một cách dễ dàng và thuận tiện, dù là sử dụng trong gia đình hay là biểu diễn chuyên nghiệp. It's a